Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà em Ngọc Tư để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai tàng ha. Em chào Ngọc Tư. Rồi em chào anh. Em chào anh Tuấn. Em chào cô chú anh chị mọi miền đất nước. Hôm nay em có về lô mai Dảo Thủ Đức. Mặt bông cũng từ 5 12 cánh. Hình thức của em vẫn là bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Địa chỉ của em là ở ấp Long Hòa, xã Bình Định, Chợ Gạo, Tiền Giang. Số giao thông lô của em là em để trên tiêu đề luôn, với lại đây cũng có luôn nha. Ai có cần số lượng thì alo, số lượng thì để giá sỉ luôn nha cả nhà ơi. Rồi em không để cả nhà mình giờ lâu, vào mã số 1 luôn. Ở đây mình bao ship bao sống trong vòng bao nhiêu lâu em? Dạ em trong vòng 60 ngày anh. Rồi 60 ngày ha, thì trong vòng 60 ngày nếu mà có trục trặc vấn đề gì quý vị cứ mình dạng alo lại nha. Rồi qua 60 ngày thì giao về cho quý vị chăm sóc ha. Em mấy em nói nha, kỹ nha quý vị. Rồi mã số đầu tiên mã số 1 ha. Dạ em giờ cây mã số 1 luôn. Rồi chiều cao hôm nay mình ước lượng chắc tầm khoảng là 1m35, tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Rồi vô hoành luôn. Rồi hoành là 19. Rồi 19 hoành. Rồi quý vị mình nghĩ ha. Dàn xương rồi. Tay cạnh ha. Tay cạnh quá đều xương luôn nha. Bự bự không nè. Rồi để đây rồi quý vị. Rồi cây mã số 1 em giao lưu với giá là 700.000. Rồi 700 rồi quý vị. Rồi đúng cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 2. Rồi mã số 2 này chắc cao tầm khoảng là 1m2 nha quý vị. Còn tán ngang chắc cũng khoảng tầm 90 hay gì đó ha. Tầm đó ha. Rồi tàn tròn đều luôn chưa. Rồi có cái hoành em nói luôn từ. Rồi hoành là 15. 15 hoành. Rồi quý vị nghĩ tay cạnh đều tứ diện ha. Lùng lực luôn. Để bàn nha anh chị. Để luôn rồi quý vị. Rồi mã số 2 là 550.000. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mình lên mã số 3 luôn rồi quý vị. Rồi mã số 3. Rồi mã số 3 thì em này mình ước lượng chắc cao cũng khoảng tầm 1m2 ha. Tán ngang chắc khoảng hơn mét tính mét cho chắc ha. Rồi dáng siêu luôn. Hoành luôn. Rồi hoành là 18 hoành. Rồi 18. Rồi quý vị nghĩ tay cành em đó ha. Này tay cành sẽ ngang thôi. Rồi đế quý vị ơi. Rồi mã số 3 650.000. 650.000. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 4. Đây một cây mã số 4 luôn. Này cao chắc khoảng tầm là 1,5 m nha quý vị. Rồi tán ngang tính gọn gọn 1 m thôi. Rồi hoành luôn. Rồi hoành là 17. 17 hoành. Rồi quý vị nghĩa tay cạch. Rồi mã số 4 600.000. Rồi quý vị nghĩa đế ha. Rồi 600 quý vị đế cũng đều nè. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số. Rồi cây mã số 5. 5. Rồi cao tầm khoảng 1m3. Tán ngang tầm khoảng 80. Rồi hoành. Rồi hoành là 17. 17 hoành. Rồi tay cành quý vị nghe nghĩa thật kỹ nha. Mình ra cũng chậm chậm nè. Tay cành quá đều luôn nha. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi cho luôn như đi tư. Mã số 5 600.000. Rồi 600. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn quý vị. Mã số 6. Rồi cây mã số 6. Rồi mã số 6 cao tầm khoảng là 1m3. Tán ngang tầm khoảng 70 ha. Rồi hoành. Rồi hoành là 16. 16 hoành. Rồi tay cạnh luôn. Dáng siêu nha cô chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 6 550.000. Rồi xuống cây. Mã số 7 luôn. Rồi cây mã số 7. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m4 nha quý vị. Tán ngang tầm khoảng 80 ngang ha. Rồi hoành. Rồi hoành đây là 18 rưỡi. Rồi
18 rưỡi dính cái cây nhỏ nhỏ. Dính cây nhỏ hả? Rồi 16. 16. Tính ăn gian mà không được. Đấy cái này nè, nãy đo dính cây nhỏ ở đây là nó ở bên đây mình không thấy ha. Đo lại 16 nha quý vị. Rồi cây mã số 7 550.000. Rồi, xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 8. Rồi, mã số 8, năm này cao tầm khoảng 1m2, tán ngang 80. Rồi hoành luôn. Rồi hoành 15. 15 hoành. Rồi, tay cành. Rồi, đế là một nùi luôn. Để đây. Cây này đế nùi tương lai luôn chị ơi. Keo keo luôn. Rồi, mã số 8 có 550.000 thôi. 550.000. Giá mềm luôn. Cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 9 luôn. Rồi, mã số 9. Rồi, cao khoảng tầm là 1m1, tán ngang tầm 60. Rồi, hoành là 15. 15 hoành. Rồi, cái gì nghĩa. Rồi, mã số 9, 350.000 à. Rồi, 350.000. Có cái cũ luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục. Mã số 10. Rồi, mã số 10 em này cao tầm khoảng là 1m5, tán ngang tầm 1m ha. Rồi, hoành. Hoành là 16. 16 hoành. Rồi, tay cành quý vị ngắm nghía thật kỹ nha. Trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạng alo Ngọc Tư nha quý vị. Đó, rồi mã số 10 500.000. Rồi để luôn 500, bao sống bao ship luôn cho quý vị luôn ha. Quý vị có mua số lượng lớn có giá sỉ luôn nha. Rồi xuống cây. Mã số 11. Rồi mã số 11 cao tầm khoảng là 1m3, tán ngang tầm khoảng 80. Dạ hoành 16 luôn. 16 hoành. À, dàn xương, con bố đều ha. Rồi, mã số 11, 550.000. Cành đều, để nè. Rồi, 550.000. Xuống cây. Rồi, trời. Tiếp tục, 12. Mã số 12 cao tầm khoảng là 1m4, tán ngang tầm 80. Rồi, hoành là 18. 18 hoành. Rồi, tay cành. Rồi, đế luôn. Đế đẹp luôn. Rồi, 550.000. 550.000, mã số 18, phải không, mười mấy? 12. 12. Rồi, xuống cây. Hoành 18. Hoành 18. Rồi, mã số tiếp theo, 13. 13 cao tầm 1m. Tán ngang khoảng 70. Rồi hoành luôn. Rồi hoành luôn. Rồi hoành là 15. 15 hoành. Rồi mã số 13 này là 300.000. Rồi tay cành cũng xè đều trên ha. Rồi 300 rồi quý vị ơi. Rồi cành đi. Rồi mã số 14. Rồi mã số 14 cao tầm khoảng là 1m3. Tán ngang khoảng 60. Rồi hoành. Dạ hoành là 15. 15 hoành. Này là rễ cám rất là nhiều luôn. Rồi mã số 14 350.000 nha. Rồi quý vị nghe. Giá rất là mềm, mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ giùm em. Này rễ cám rất là nhiều luôn. Rồi. 350.000. Mã số tiếp theo. Mấy rồi mã số 15. Rồi em này cao 1m2, tán ngang 60. Hoành luôn. Dạ hoành là 14. 14. Rồi quý vị nghe kỹ nha. Tàn tròn đều luôn quý vị. Tay cành cũng đều quá nè ha. Rồi 450.000. Rồi để nè. Rồi 450.000 xuống cây.
Rồi, mã số 16. Rồi, 16 lên luôn. Số 16 này cao chắc khoảng tầm 1m2 nha quý vị. Bán ngang tầm khoảng 8-90 gì ha. Rồi. Rồi, hoành là 19. 19. Xây xây luôn. Cái này tàn đều mà đế cũng đẹp nha tàn cô chú anh chị ơi. Xương to, tay cành bự bự không ha. Đế đều tứ diện luôn. Xè hết sức luôn nè. À. Rồi, mã số 16, 800 ngàn. 800. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo luôn. Rồi, mã số 17. 17, em này cao khoảng 1m1 ha. Khoảng ngang tầm khoảng 70. Rồi, vô hoành luôn. Hoành là 16. 16 hoành. Rồi, quý vị nghĩa tay cành em đó ha. Này đế cũng đẹp quá nè. Rồi, mã số 17, 650 ngàn. Rồi, 650 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 18. Rồi, mã số 18. Rồi, mã số 18 cao tầm khoảng là 1m3 nha quý vị. Tán ngang tính gọn gọn 60 ha. Rồi, hoành luôn. Rồi, hoành là 18. 18. Rồi, mã số 18 là 550 ngàn luôn. Gì nghĩa là tài cành. Để luôn. Rồi, 550 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 19. Rồi, 19. Rồi, mã số 19 em này cao tầm khoảng là 1m3 nha quý vị. Bán ngang tầm khoảng 1m ha. Rồi, hoành là 18. 18 hoành. Rồi, quý vị nghĩa. Mình kéo ra từ đỉnh xuống ha. À. Đều luôn. À, ta cành đóng đều luôn chị. Rồi, để luôn quý Rồi, vị. 650 ngàn. Rồi, 650 ngàn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Nhiêu rồi? Đây, mã số 20. Rồi, mã số 20. Cao 1m, tán ngang 60. Rồi, hoành là 13. 13 hoành. Nhỏ luôn. Rồi, mã số 20, 270 ngàn thôi ạ. À. Có đế nè. À, có cái củ giá nhỏ. Mềm luôn. Rồi, 270 ngàn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 21. 21. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m2 nha quý vị. Rồi, tán ngang chắc khoảng tầm 70 đi ha. Rồi, hoành là 16. 16. Chắc khoảng 1m1, 1m2 gì đó. 1m1 thì chắc. Rồi, mã số 21 là 500 ngàn. Rồi, em này có cái củ nữa nè. Rồi, 500 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số rồi, mã số 22. 22, lên luôn. Rồi, mã số 22. 22. Này cao tầm 1m25, tán ngang 70. Hoành là 16,5. 16,5 hoành. Rồi, cái gì nghĩa tay cành ha. Rồi, 500 ngàn. Mã rồi, số 22. Cái gì nghĩa ha. 500 cái gì vậy? Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 23. Rồi, mã số 23. Rồi, em này cũng khá cao. Này cao chắc khoảng tầm 1,5m cao nha quý vị. Ngang thì gần 1m ha. Hoành. Rồi, hoành là 18. 18 hoành. Này cao ngang có ha, hoành cũng to hơn mấy em kia nãy giờ nè. Tay cành xẹ ngang đều hết trơn đi ha. Để luôn. Rồi, mã số 23, 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn.
tay cành đóng đều. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 24. Rồi, mã số 24. Chiều cao tính gọn gọn 1m1, tán ngang tính gọn 60. Rồi, hoành là 15. 15 hoành. Rồi, quý vị nghe tay cành em nói ha. Rồi, 400.000, mã số 24. 400. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số 25. Số 25, anh này cao chắc khoảng 1m1 cao ha. Tán ngang chắc cũng khoảng 80. Rồi, hoành là 15,5. Rồi, xây xây luôn. Tàn cũng tròn ha. Rồi, giá là 550.000. Rồi, 550.000 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mở 26. 26. Rồi, chiều cao hôm nay tính 1m1 đây ha. Tán ngang 50. Hoành. Hoành là 14. 14. Đó, tay cành. Nhỏ nhưng mà tay cành cũng đều. Rồi, đế cũng đẹp luôn chị. Rồi, chỉ đây có 350.000 nha. Rồi, 350.000 mà bao sống bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 27. 27. Thì em này cao chắc khoảng cứng 1m. Tán ngang khoảng 60. Rồi, hoành 16. 16 hoành. Rồi, mã số 27, 450.000. Rồi, xuống cây. Mã số 28. Rồi, 28 anh này cao cũng khoảng cứng 1m luôn quý vị ơi. Tán ngang em này chắc khoảng 6-70 gì đấy ha. Rồi, hoành là 15. Rồi, 15 hoành. Tay cành sẽ ngang không ha. Rồi, 500.000. Ở dưới đế cũng có luôn nữa ha. Đế đẹp ha. Luôn, mã số 28, 500.000. 500. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 29. 29, lên luôn. Rồi, em này cao cũng khoảng cứng 1m luôn. Rồi, hoành là 13,5. Rồi, tán ngang tầm 60 ha. Hoành 13,5. Rồi, 350.000. 350.000. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 30. 30, cao khoảng tầm là 1m2 ha. Tán ngang này hơn 1m. Rồi, hoành là 18. Rồi, 18 hoành. Tàn bự ha. Xè xè nè quý vị. Tàn rất là đều luôn chị ơi. Đế luôn. Đó, ở dưới có đế luôn ha. Tay cành đều hết trơn. Rồi, mã số 30 này là giá là 900.000 nha. Rồi, 900. Rồi, xuống cây. Rồi, rồi. 31 luôn. Cây 31. Rồi, 31 này cao khoảng 1m ha. Đáng ngang 5-60 về tầm đó nha quý vị. Rồi, em đo hoành trên đây nha. Đo rồi. Một nhánh trên đây. Ở đây là 17 có hơn. 17, đo thân lớn. Giữa có cái tử cặp kê bên ha. Rồi, mã số 31 này là 550.000. Đế cũng đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, một cây mã số 32 là cây cuối clip luôn đó chị ơi. Cây bự nhất nãy giờ nè. Cây bự ra để cuối clip nè. Rồi, mã số này là 32 cuối clip. 32 ha, này em cao chắc là 1,5m cao nhưng quý vị. Còn tán ngang chắc khoảng tính 1m đi ha. Đó. Cây đẹp nhất clip à. Rồi, hoành. Rồi, hoành là 22. 22 hoành. Rồi, quý vị nghĩa tay cành ha. Cành đặt kẹo ở trên ha. À, hết sức tay cành luôn. Lùng lực luôn. Đặt ở trên ha.
Rồi bên đây nó cũng mặt này nó cũng có rễ nhưng mà nó nằm dưới nha. À, có một cọng bự nằm đỡ luôn á. Con bố cũng đều này ha. Giao lưu như em. Rồi cái này em giao lưu với giá là 1.700.000 nha. À, 1.700.000 nha quý vị. Rồi, bao sống bao ship cho mình luôn. Cô chú anh chị mình xem được ủng hộ giùm em nha. Rồi, cuối clip có giờ là những đó không em? Rồi, cuối clip em mong mà cô chú anh chị mình xem hết clip và ủng hộ giùm em và đăng ký kênh để theo dõi những clip kế tiếp nữa nha cô chú ơi. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị tiếp sau.